sao ai mặc khăn nhìn cơn ly hùa cho ai mặc nong tè mưa hiền nồng buông chờ nong bóng mặc ai chờ lờ lầy ai dù kém nong chẳng muốn lại chẳng có cầu tạm trong nong tìm mía ai cả cây bấy sông hầu bao bằng cằn nửa mưa ni kín lâu âu kỳ nong má muộn lại chờ ai em hầu bên phố bên mía nồng hạc bên mía ai mưa ni chẳng chăn lại ai hù chùa con mi bao mi phở xưa nồng
con sao ai bằng cần nhìn cần lên vua trời ơi mong nồng tên thịt nồng cuộc chờ đâu bạn ai chờ đợi người ai dù em sao chẳng muốn đợi chẳng muốn chờ tâm trọng nồng tên
tình vẫn trai à hao vẫn cho thời gian bấm phà nà vía cái trong bài thử mẹ chưa cô thôi vậy cái gì hao vẫn cho thời gian vậy nhang thì bắt bao ó bắt từ sân khấu xong luôn xong làn hao mày đi vậy thứ nhất ó nà khai ca xong mát nà ướt vậy bầu lùng cũng hà hoặc mũ lầu văn hậu chi trẻ văn cái gì sáu mươi các bạn sáu mươi sang nhà thủ đại diện sáu bảy tây nguyên không chào mọi kính mến và ngay trên sân khấu hay này là hạnh phúc này đây chúng ta đã quan sát đầy đủ chính là các vị đại diện cho hai bên gia đình phái đoàn họ nhà trai và phái đoàn họ nhà gái và ban tổ chức của chúng tôi xin được cảm ơn những lời xuất hiện những quý vị đã xuất hiện tại một không gian vô cùng tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay và sự xuất hiện của đoàn đại cưới về là niềm cổ vũ đối với đại gia đình ngày hôm nay và những vị đại diện cho hai bên gia đình không nào kể xiết được những tấm lòng chân quý của đoàn thể quý vị và xin phép những người làm chương trình và hai bên gia đình và cô dâu chú rể xin được quý chào và cảm ơn đến toàn thể quý vị. Dạ vâng kính thưa toàn thể các quý vị, xin chào và kính mến nhân ngày phúc trọng đại ngày hôm nay thì chúng ta đã nhìn thấy sự hạnh phúc đong đầy của những bậc làm cha làm mẹ và hai bên gia đình. Hôm nay quả thật rất vui, vui từ trong ngõ vui xa, vui từ ngõ bảy ngõ ba vùng về, vui cho hạnh phúc tràn trề, vui cho đôi lứa niên xuân vợ chồng và đứa là trong suối ta đổ sồn về một sông quý vị, trong sông ta đổ sồn về một biển cả. Để rồi quý vị anh chị đang ngược dòng sông Mã cũng như dòng suối Nậm Ti trở về với mảnh đất Nà Ban Triềng Phung để cùng chung một lý do chính là chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi đường tình trọng và kim sinh của chúng tôi và đứa là. Ai không vui khi ngày đầu gặp gỡ quý vị thân mến, ai không mừng khi tiếng nhạc rộn vang quý vị thân mến ơi. Và tiếng nhạc rộn vang báo hiệu cho buổi lễ thành hôn của tình trọng sánh duyên cùng với cô dâu kim sinh chính thức được bắt đầu. Bây giờ vẫn đang tận lực xin mời âm nhạc. ต้มหั่นปุ๊บส่งหลานเข้าเกิดไม่มีความระเหินเชื่อ
thảo thảo lại tí đi thằng ơ thằng thảo thằng bền tí đây nữa thằng hải lên nữa thằng thảo thằng đánh khác thằng thảo thằng đánh ngón hơn ơ thằng đánh ngón xanh thằng có cái đảng bả đây nữa thằng hải con lên nữa thằng cũng rú đán với tao mặt cày đỉnh có chút có chút đây nữa. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ thân tình của đại diện phái đoàn họ nhà gái vô cùng ấm áp chân quý về không quý vị. Và bên phái đoàn họ nhà gái đã có những lời cho dâu cho phái đoàn họ nhà trai. Và xin mời những tình cảm chân quý của đại diện phái đoàn họ nhà trai sẽ cùng đáp lời phái đoàn họ nhà gái của chúng ta. Xin mời. Khỏe à, đang à, đang à. Con trai là con đưa đi tô khỏi là có là chúc với là cả lúc nào gì ai mà cải thác được là con lúc cũng sao hoàn thành mà bọn họ mà luôn là chúc khỏi khỏi cả bên dưới sản xuất cả bên phát tổng chúc ở bên to bên le và bên kia ở phát cảnh thái sau này mình thì nhớ mà bên kia bản thân các bình thường chúc bà cho bên đó. Đây là xin được tỏ cho là tỏ phép là cho bà cho biết xin được các bạn cùng là lễ tỏ ở hết cái này cùng cùng nhớ nhớ đến ở phía nam mà trên một cái mẹ ta rất phải nà chu cho các bạn cùng là nói tỏ ra và dù có nhiều và là con gái còn gì là cái bạn cái chơi đúng không xin được các bạn là qua được cái món câu là tỏ ra là bạn bán tôi xin chào tỏ tỏ con cái này là có cái chúc cho mẹ ก็ไปเรื่องการขนส่งตู้มาตั้งแต่ในบ้านมาตาตาบ้านตาไปร่องไปน่ะก็พอแม่จะซัวเป็นน้องพอแม่แดงว่ามันซึ้งที่น้องไปมาล่ะก็เรื่องของเขาจะต่อมาดูเขาดูหลานมาจะบอกวันเรื่องซัวหาสักวันเอ็นตานี่ไปเดี๋ยวก่อนจะมีตรงนี้มันจันทร์แล้วก็ซัวหาสักวันนะพอแม่ได้ก่อนที่ซิปก็ฝ่ารู้เอาไอ้ไอ้ xin được cảm ơn những lời phát biểu chia sẻ thân tình vô cùng ấm áp của đại diện hai bên gia đình. Đúng là lời của bác vị trong nhân vật yêu hoa thơm như hương lúa tỏa ra thơm như hương bưởi hương hoa giữa đời. Và thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc tình cảm gia đình hai bên thông gia càng thêm gắn kết bền chặt keo sơn cùng nhau chăm lo hạnh phúc của con người trẻ tinh trọng và tiên sinh vì tiến tử hạnh phúc tình yêu phải không về và kính thưa tất cả quý vị thân mến và ngay sau đây chúng ta trước sự chứng kiến của hai bên gia đình những bậc làm cha làm mẹ cũng như tập thể quý cô bác anh chị chúng ta vẫn chút thời gian vàng ngọc của mình đã cùng di chuyển về một không gian tại đại lễ thành hôn của cặp đôi video ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức đầu tiên tại đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay tiến về cánh trái tình yêu để cùng đến với chiếc bánh ga tô ngọt ngào có màu trắng hình tròn tình yêu ngày hôm nay. Xin mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay rất là đặc biệt, anh chàng Simmer bánh sinh đánh tình yêu đã cướp bắt cái chiếc sao tình yêu tuyệt vời mà đôi yêu đương có thể sẽ kết nên thành công. Hy vọng rằng cùng với sự sản xuất này thì sẽ có một ý nghĩa vô cùng tuyệt vời. Kính thưa toàn thể quý vị, tại sao có chiếc bánh kem tình yêu để minh chứng cho câu chuyện huyền thoại tình yêu ngọt ngào như chiếc bánh kem màu trắng tinh khôi, vẹn nghĩa thì chung, vẹn tròn. Và xin mời hai em, cháu hai em sẽ cùng tiếp tục di chuyển về cánh phải tình yêu để cùng đến với chai rượu champagne tuyệt vời. Sau hơn kính thưa toàn thể các quý vị trân trọng và kính mến, chú rể đình trọng của chúng ta anh rất là đẹp trai, cao to không đủ thì không ai đẹp bằng phải đâu ạ. Chúng ta sẽ đánh bằng cho chú rể đình trọng của chúng ta một tràng pháo tay được không quý vị ơi? Hôm nay chú rể rất là buồn, chắc rằng do lạnh quá. Và xin mời chú rể đình trọng đẹp trai này hoa sẽ cùng đến với chai rượu song banh đầu tiên. Xin mời. Vâng, cháu trai đình trọng có nói nhỏ với cậu bạn rằng là cậu ơi, cháu mở rượu song banh gần hai kiện rồi.
cái này thì cháu rất là chuyên nghiệp nên cháu không phải lo. Vâng ạ, hy vọng rằng chú rể chúng ta rất chuyên nghiệp. Vâng ạ, 3, 2, 1 ra cờ điều để em tìm để quay phim chúng ta vẫn có thể bắt chọn khoảng cách tuyệt vời này. Trai đầu tiên đã minh chứng cho sự mạnh mẽ bản lĩnh của người đàn ông, và ngay sau đây nhân hạnh phúc tuyệt vời xin mời đôi yêu chúng ta sẽ cùng tay trong tay dắt rượu song banh hạnh phúc tình yêu trên khắp ly. Chiêng mò mè chiêng tỉ lòng hạt sườn cô họ lan báo xào còn chưa hết thôi gấp với nhau đón hẳn né trâu biển lượn hết lại tháp bà sòng xài tà lê hiền số lên thật nhiều ai cánh là một lòng bỏ cả nặng điện thoại về phút xả đầu tè nan ai lệ lòng đường sửa vườn lón ai há chờ vẫn ai lệ lòng đường sửa vườn lành ai há chờ kiều cần lên ai e lệ lòng vấn đề xuân phát tầm đến mai bên đường vẫn chi chăn bò vẫn bị nằm rất sửa họp tầm đến mai vẫn như đường chi chăn đàn tết bàn chi lệ kỳ đường tên ngâm chỉ lệ kỳ son tè lò nặng là nòng xài sườn ai ơi sườn ăn bởi sinh hấp và nhấn top nằm bài rút cả đầu messenger mắt xuống bà cưa chúc mừng các bạn ai à ai ơi lấy những trường phá về hiệp hà cần lên lấy những sự hàm phá về lễ mương cày là lên ba thằng mình vui vẻ tại nhà ba bay ba thằng mình bỏ tay lớn để nhà ba đàn ba thằng mình vui vẻ để nòng chim bắt là xây lên nòng là nòng tại sườn ai ơi xin đừng khởi chồng hoa cho nghe tóc ai ơi quần trai để nòng mất dịp xuân phát tòa mẹ mai mất chắc chim biển chăn cỏ để lò mất trong đại ngày hôm nay cặp đôi yêu đương sẽ cùng rót chén rượu nồng ấm tình yêu ra lê để cùng dâng lên những tấm sinh thành thay cho lời cảm tạ và ngọt tình yêu xin được trân trọng kính mời. Chúng ta sẵn sàng chưa?
xô, hai ba xô và hai ba chung một lệnh với quý vị nhá. Quý vị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Quý vị ơi, hai ba, chung một lệnh cho tôi. Xin mời hai bên gia đình và đôi duyên nhân sẽ cùng uống rượu sau đây, hát vọng thủy chung hạnh phúc bền chặt. Và chú rể
thì chúng ta khẩn trương tiếp cận cánh gà sân khấu để cùng chuyển trao món quà cho kịp thời ạ. Xin cảm ơn. ก็หลังชาชองนี่ขนาดพูดสองขนาดคือไม่มาสองมาเนอร์คือไม่มาให้พูดปากก็ไม่ใช่ตักกั้งหลังชาสักกั้งในหนาพูดในที่นี่นะมาเกิดอะไรก็ได้มาได้สดเลยถึงได้ได้ดูดีสวยปอนด์ปากหน้าดีมากชื่นสุดที่เดียวกันก็จำกับคนปอนด์ปากกระดิ่งบ้านสิบเซินช่วงเดือนกระดิ่งบ้านก็ยังเป็นเสียงสุขแหวนบานละมันขัดดันมาเช่นเดียวกันก็ต้องเสนอแบบนี้หน่อยในสังคมม้อนกว่าขวดกระดิ่งบ้านสิบเซินก่อนที่จะจับทีมบอลบ้านที่คุณม้อนกว่าของไอ้เขียนนะเราทำเพิ่มม้อนกว่าของไอ้เขียนแต่งตั้งจอต่อเรื่องในห้องในมาเช่นเดียวกันก็ต้องเสนอแบบนี้หน่อยในสังคมกระดิ่งชูทิ้งนำขึ้นก็ที่จะจับทีมบอลเอาล้วนนำเพื่อนและสนเขาอ่ะที่หมดเสียเช่นจับคิงเมอร์ได้เองก็ชูเพื่อนตึ้งที่เจ๋งและสนเขาอ่ะวันที่เดียวที่หนึ่งเช่นจับคิงเมอร์ได้เองก็หันมาก็หันแค่ตรงเฉียดใจมากกว่าhiện gia đình sẽ không lưu trao quà cho chú rể và cô dâu thì chắc là những suất quà đấy sẽ dành tặng cho MC đẹp trai đúng không ạ? Để bắt vào bên phía đông thì sẽ giấu tay ở MC thôi. Đây là nè. MC rất là vui vì có ba món quà đấy sẽ di chuyển lên sân khấu thì chắc là MC rất là nhiều quà đây. Quý vị chờ nhá. MC sẽ khao bia. Vâng ạ. Ok.ล้วนก็จะหักหลานชายสักครั้งไปอีกันชื่ออะไรกินเหล้าหลานชักเกลืออะไรนะใครรักทรัพย์ซะเมียเนี่ยตามเงินปั่นเปื่อยได้ไม่เลยชิ้นแดงจบเซฟกว่าเราซ่อมน้ำไม่ได้ชื่ออะไรก้อนเลยเนี่ยเราไอ้มาหนูแม่เอ้ยให้ชูหนูเหล่าไอ้ทางเอ็มรวดไปซ่อมเราเสร็จก่อนคือหลานไอ้ไปบินกินยาทดซอยใส่หลานเอ็มรวดสามเองcảm ơn những món quà yêu thương vô cùng tuyệt vời của các bác các chú và ông bà. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị,
chút chú rể à, tình trạng của chúng ta rất là đẹp trai, cao to phong độ như trai tây luôn quý vị ạ. Nhưng mà các cô, các chú, các bác thì người thấp kế nhẹ cân thôi, thế nên là trao vàng cũng rất là khó khăn cho chú rể. Vâng ạ. Và quý vị thân mến, đã xảy ra một sự cố vô cùng nhỏ là do bác gái hơi nhỏ quá nên là không thể treo tới cái chiếc cổ yêu thương của chú rể, nên là không thể định đi cố định vòng vàng và cổ nữa quý vị. Vâng, và xin mời các bác chúng ta sẽ di chuyển món quà của mình về với bộ phận kỹ thuật để lát nữa chúng ta sẽ chuyển trao món quà đến với cặp đôi yêu đương ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những tấm chân tình của các vị đại diện cho hai bên gia đình. Chúng ta hãy chúc mừng cho đôi yêu đương và hai bên gia đình được chồng và đất lớn bên nào quý vị ơi. Xin được cảm ơn gia đình quý vị và quý vị thân mến, niềm hạnh phúc trong đời không ai có thể sánh được chính là đôi yêu đương ngày hôm nay. Họ đã chính thức lên duyên trồng cờ, hôm nay về chung một mái nhà, chung cha chung mẹ chung bà chung ông, ăn ngày chung việc ngoài đồng và ban tới thì chung nhiều niềm vui với các vị. Và ngay sau đây xin mời chú rể sẽ cùng nắm tay cô dâu tiên sinh của chúng tôi. Đấy, cầm đưa anh tàu ơi, bắt nào đi. Đấy, là thắng thì chẳng ghen tỉ hay ngắm tay đây nè. Chú rể thì rất là cao nhưng MC thì lùn, nên là MC xin phép đứng xa một chút, nhưng mà xin phép được đứng gần để còn phỏng vấn đôi chút. Và kể từ nay về sau, xin nhận thẳng tay nào làm phở hậu dù cơ bản phan đúng không? Vâng, kể từ nay về sau chú rể có nhận yêu thương lấy cô gái bé mỏng của chúng tôi không? Nhanh thế, vâng, trả lời to lên. Xin mời bộ phận kỹ thuật có thể tăng mic to hơn một chút được không ạ? Vâng, kể từ nay về sau chị nhận bác ao là huấn năng tiên sinh sắp kết chồng hôn quan đầu không? Là chị hạc khác rồi. Rồi, rất là tuyệt vời. Thầy bảo nữ hay nè, bác dịch bảo cứ na bà nè, bằng bác bầy mê nè. Chị mới liên lạc Facebook xả đồ tôi chủ cấu được bác đầu không? Chị nhận bước dây sản nghiệp ba luôn. Câu hôn đồng tiền cô giáo này bọn em bên nào ấy? Mê nè xin mời với sẻn đưa thêm alo mà nào mắc cương cho nên bao cười hấp với chân tôi ngồi nhụm này comment bên nào ơi. Cái đi bao trả lời là thắng nữa quay được tặng cao về mê đi nhận cười hấp quá đi nhận thằng đầu rất là tuyệt vời. Kính thưa toàn thể quý vị, từ đây như đứa có đôi, kiếp huyền có đến như đàn có dây, từ đây chung chiếu chung phong chung bàn, chung muôn đời đời tiếng tan, chung điểm hạnh phúc với đàn con si. Chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phụ thề, chúc các như ý cùng nghỉ phát tài, tiền bạc cửa trước vàng xếp cửa sau, hai thứ gặp nhau chui vào két sắt. Và số 12 con sẽ cùng trời sân khấu yêu thương đến từng bàn tiệc để cùng chúc rượu lên lề. Cảm ơn các đôi con khách đã có chút thời gian về dự với đôi đương ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị trân trọng và kính mến, và sau một thời gian làm phiền đến gia đình tiến về thì chương trình câu chuyện hình tình yêu tại lễ thành hôn của Kim Châu và Kim Sinh đúng là xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa xin được đỡ lời cho cặp đôi yêu đương cũng như đại diện hai bên gia đình ngày hôm nay, xin chúc quý vị đang hiện diện trong một không gian vô cùng tuyệt vời sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và cũng đầu năm mới xuân về năm 2024 cũng đã kể cận với mỗi nhà, thì thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc cho những ai đang bệnh tật thì đẩy lui, nghèo khó thì đẩy lùi, tiền chất cao như núi quý vị nhớ. Trước một bè trên một đường học sườn, tôi được nói xuống đường làn sau tăng đà hở là bằng máu cười máu cơ mà sống hóa trung ương. Cho biết bác mừng tính là cho mẹ đi nào bản cuối hạt quanh hao, bác vừa nhắn lời thấy lắm nữa chuyển đi, đi vừa chân, bác tụng bác tôn cho đường sản làn, tôi xin mời sống phái chung hết đều. Cho trước giờ tính là cho mẹ hao, lâm chơ, hảo hẳn khăn mạnh, dưới sẵn lầy, cây sẵn tên. Cho trước giờ phủ trên địa bàn có chứng sở vàng, quân sự vượt cắn mương, rồi chúng sở hủ, phủ đánh bài ca lầy màn phòng, cô số lòng phủ na hằng mi bà tổ màu. Quân bộ tàu hở nhớ dù sao, cuối đến cơ sáu lệnh vợ trời lì. Quân mới làm nòi hở mới làm nòi, còn chống hương trọng tướng đã lưu lạc. Ở phương này chúng tôi nào nữa.